tần số năng lượng của con người, bí mật để hạnh phúc và trường thọ. Để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh mới xuất hiện trong xã hội hiện đại như căng thẳng, trầm cảm, rối loạn chuyển hóa hay thậm chí là ung thư, AIDS, HIV, các nhà khoa học ngày nay đã bắt đầu tìm đến những phương pháp ngoài thuốc như thiền, khí công, những biện pháp có tác dụng giúp người bệnh giải phóng những tư tưởng tiêu cực, yếu tố được chứng minh là nguyên nhân chính gây bệnh cho con người. Tiến sĩ, bác sĩ tâm thần, nhà nghiên cứu nhận thức và giảng viên tâm linh nổi tiếng thế giới người Mỹ, ông David Harkin, 1927-2012, trong tác phẩm bán chạy nhất của mình của cuốn Năng lượng tâm linh, đã chứng minh được mối liên hệ mật thiết giữa bệnh tật của con người và những suy giảm năng lượng trong cơ thể đến từ những tư tưởng tiêu cực. Để chứng minh điều này, ông đã dùng phương pháp thử nghiệm khoa học để đo tất cả các tư tưởng, suy nghĩ, cảm nhận của một con người và từ đó ghi nhận được tần số rung động của hệ ý thức. Ông cho biết những người không được yêu thương hay có tư tưởng tiêu cực, oán giận, chỉ trích, hận thù người khác hoặc sống ích kỷ đều có tần số rung động thấp. Trong quá trình trách móc, hận thù người khác sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của họ và nó cũng tạo ra rất nhiều áp lực trên cơ thể. Vì thế, tần số rung động sẽ giảm và những người này có nguy cơ mắc bệnh, rất nhiều các loại bệnh. Tần số rung động chính là từ trường mà mọi người hay nói. Lấy ví dụ như một người vô gia cư, họ thường cảm thấy thất vọng, tự ti, mặc cảm, chỉ muốn buông xuôi thì tần số rung động của họ chỉ ở mức 20. Tuy nhiên, cách nhìn của người xung quanh đối với người vô gia cư này sẽ chỉ rõ tần số rung động của họ ở mức nào. Có người thì cho rằng vì họ nghiện ngập và nếu cho tiền thì họ cũng đem mua rượu hay cung phụng cho cơn nghiện. Họ nghĩ những người vô gia cư không nên tồn tại. Cảm nghĩ này cho thấy tần số rung động của người đó cũng chỉ ở mức 20. Điều thú vị là hai hoàn cảnh này trái ngược nhau nhưng tần số rung động lại bằng nhau. Lại cũng có người khác muốn tránh xa khi thấy người vô gia cư vì có cảm giác sợ sệt hay vô cảm thì tần số rung động cũng chỉ ở mức 50-100. Mức năng lượng tích cực. Các nghiên cứu của ông cũng chỉ ra rằng tần số rung động có khoảng từ 1-1000, với 1 là thấp nhất và 1000 là cao nhất. Cho đến nay, tần số rung động cao nhất mà Dr. Harkin gặp được là 700. Khi một người có tần số đặc biệt mạnh, sự hiện diện của người này có thể ảnh hưởng đến từ trường trên diện rộng. Ông lấy ví dụ về trường hợp của mẹ Teresa. Cả hội trường tràn ngập bầu không khí hòa ái khi bà lên nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình. Vì sao như vậy? Bởi tần số rung động của bà rất cao, từ trường của bà đến từ năng lượng từ bi, làm cảm động hết thảy môi trường xung quanh. Theo quan điểm y học, tiến sĩ Harkin tin rằng những suy nghĩ có sức mạnh và có tác động đáng kể đến sức khỏe của con người. Những suy nghĩ tích cực, lạc quan, xuất phát từ một trái tim yêu thương là những yếu tố không thể thiếu để có một sức khỏe tốt. Mức năng lượng tiêu cực. Tiến sĩ Harkin tiến hành khảo sát hàng chục nghìn trường hợp là bệnh nhân của ông trên toàn cầu và kết quả luôn như nhau. Khi tần số rung của một số người dưới 200, người đó chắc chắn sẽ có bệnh. Những tư tưởng đạo đức có tần số cao như lòng từ bi, tình yêu thương, sự khoan dung và tính dịu dàng mang tần suất từ 400-500. Ngược lại, những người thường tức giận hay chỉ trích, trách móc, đố kỵ với người khác sẽ có tần số rung động thấp. Tần số rung động thấp là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như ung thư, tim mạch, v.v. Bí mật để sống lâu. Điều thú vị là chế độ ăn kiêng và tập thể dục không phải là yếu tố quan trọng nhất để có tuổi thọ. Tiến sĩ Elizabeth Blackwood, người đoạt giải Nobel năm 2009 về sinh lý học, tổng kết các yếu tố sống thọ. Nếu bạn muốn sống hơn 100 năm, chế độ ăn uống hợp lý chiếm 25%, các yếu tố khác 25%, trong khi cân bằng tâm lý chiếm 50%. Để trở thành 150
những điểm sau đây cần đáng để xem xét. Tâm trạng tốt so với tâm trạng không tốt. Nếu bạn bồn chồn cả ngày và tâm trí của bạn tràn ngập sự tức giận, căng thẳng, tham lam và những suy nghĩ xấu, cơ thể của bạn sẽ tạo ra các hormone căng thẳng làm hỏng hệ thống miễn dịch. Các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng khi bạn cực kỳ giận, cơ thể bạn có thể tạo đủ hormone căng thẳng để diệt chuột. Tuy nhiên, khi bạn cảm thấy hạnh phúc, não của bạn sẽ tiết ra dopamine và các hormone có lợi khác. Có một đặc điểm chung trong số những người trăm tuổi, tất cả đều có trái tim vui vẻ. Thiết lập mục tiêu lành mạnh để có thể tăng trưởng năng lượng cuộc sống. Khi mọi người không có mục đích trong cuộc sống, cái chết thường trở thành mục tiêu cuối cùng của họ và sức khỏe tinh thần của họ bị ảnh hưởng. Duy trì một thái độ tích cực và một tinh thần phấn đấu để tìm cách đạt được một mục tiêu sẽ kích thích tế bào não và ngăn ngừa lão hóa sớm. Nuôi dưỡng lòng tự ái và làm các việc thiện. Các chuyên gia về tâm thần học đã nói rằng thực hiện những việc làm tốt cho trái tim bạn, tràn ngập niềm vui, triệt tiêu các hormone gây căng thẳng và tăng sản xuất các hormone có lợi. Gia đình hài hòa. Một mối quan hệ hài hòa với các thành viên trong gia đình là một cách khác để ngăn ngừa sự phát sinh các hormone căng thẳng. Đồng thời, khi nhu cầu tình cảm của bạn được đáp ứng, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Sau hơn 20 năm dài thử nghiệm lâm sàng, trong đó đối tượng thử nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên trên khắp Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Nam Mỹ, Bắc Âu và những nơi khác, bao gồm các chủng tộc khác nhau, văn hóa, ngành nghề, khác biệt tuổi tác, tích lũy qua hàng ngàn lượt người và hàng triệu tư liệu ghi lại. Sau khi thông qua các phân tích thống kê phức tạp, ông đã phát hiện rằng các tầng ý thức khác nhau của con người đều tương ứng với các chỉ số năng lượng. Từ đó, thống kê ra được những mức tần số chủ yếu như sau. Khai ngộ chính giác 700 đến 1000. Điềm tĩnh thanh thản 600. Vui vẻ thanh tĩnh 540. Tình yêu và sự tôn kính 500, lý tính, thấu hiểu 400, khoan dung, độ lượng 350, hy vọng, lạc quan 310, tin cậy 250, can đảm, khẳng định 200, tự cao, khinh thường 175, ghét, thù hận 150, dục vọng, khát khao 125, sợ hãi, lo lắng 100, đau buồn, nuối tiếc 75, thờ ơ, tuyệt vọng 50, khiển trách, tội ác 30, nhục nhã, hổ thẹn 20. Vị tiến sĩ cũng cung cấp những thực tế thú vị mà ít người biết về tần số rung động dưới đây. 85% dân số trên toàn thế giới có tần số rung động ở mức 200. Tần số rung động cao gắn với sự khỏe mạnh, tần số rung động thấp gây ra trạng thái ốm yếu bệnh tật. Từng suy nghĩ, cảm xúc, lời nói, hành động cũng như mỗi khoảnh khắc mà con người trải qua trong ngày đều đi về một trong hai hướng nêu trên. Sách, thực phẩm, nước uống, quần áo, người, động vật, các tòa nhà, xe hơi, phim ảnh, thể thao, âm nhạc đều có thể hiện chỉnh tần số rung động từ thấp lên cao. Hầu hết phim ảnh sẽ làm suy yếu những người xem chúng bằng cách đưa các mức năng lượng xuống dưới 200. Những cuốn sách tri thức mang tần số rung động cao, Kinh Vệ Đà 910, Sử Thi Ramayana 810, Giáo Lý Thiền 795, Thư Sĩ Tâm Kinh, Kinh Pháp Hoa cùng 750, Kinh Quran, Kinh Kim Cương cùng 700, Dự Đoán 1000 dành cho các bậc giác giả hay là tần số của thần Phật. Như vậy, bệnh tật bản thân nó không còn là điều đáng sợ khi ta biết được nguyên nhân gây ra nó và phương cách để loại bỏ nó. Bạn hoàn toàn có thể tự chữa lành mọi tổn thương về vật chất và tinh thần khi biết chọn cho mình một lối sống phù hợp với những năng lượng tích cực.